Bộ ảnh mới của Ninh Dương Ngọc hút mắt gây bão mạng. Bộ ảnh chụp nội y của người đẹp 9X vào 7 năm trước thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Mới đây trên trang cá nhân, Ninh Dương Ngọc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh quyến rũ ngày xưa của mình. Theo đó, diễn viên gái già lắm chiêu diện nội y chụp quảng cáo cho một tạp chí vào năm 2015. Người đẹp 9X chia sẻ, theo trò lưu mật mộc, không sử dụng 360 thần thánh, em đã liều mình chạy theo trò lưu cùng mọi người nè. Có thể thấy, nhan sắc của Ninh Dương Ngọc cách đây 7 năm không phải là dạng vừa. Thêm vào đó, cách tạo dáng cũng khiến những đường cong trên cơ thể của nàng ngọc nữ được phô bày một cách triệt để. Vòng một đẫy đà của cô nàng cũng là điểm nhấn gây ấn tượng trong bức ảnh. Ninh Dương Ngọc tôn vẻ đẹp hình thể một cách khéo léo, mang hơi hướng nghệ thuật và không phản cảm. Ngay khi chia sẻ hình ảnh của diễn viên 9X khiến dân mạng suýt xoa và dành nhiều lời khen ngợi, mê dáng bà Ngọc, chị trong hình sexy quá, không ngờ ngày xưa Lan Ngọc chụp hình bạo như vậy. Ninh Dương Ngọc là sao nữ có độ phủ sóng lớn nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Với lợi thế, diễn xuất, ngoại hình xinh đẹp, cô chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả. Các nhà sản xuất đạo diễn hay nhãn hàng cũng chọn Lan Ngọc để gửi vàng, hợp tác với nữ diễn viên trong nhiều dự án. Ở thời điểm hiện tại thì người đẹp 32 tuổi vẫn sở hữu nhan sắc hách tuổi như bị thời gian bỏ quên. Vòng 1 của Ninh Dương Ngọc ngày một quyến rũ hơn, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào phồn thực trong làng giải trí. Cũng vì lẽ đó thì không ít lần cô còn vướng nghi vấn, can thiệp giao kéo để thay đổi vòng 1. Dù nhiều lần Ninh Dương Ngọc cho rằng việc thay đổi vòng 1 do cân nặng hoặc cách chọn trang phục khác nhau sẽ khiến cho vòng 1 trồi sụt thất thường. Trước những ý kiến của khán giả, cô từng hài hước đáp trả, xác định là em cũng có chứ không có lép. Cũng bự tương đương hai chị em và thua em trai em có tí xíu. Qua loạt ảnh năm 2015 này, người hâm mộ bày tỏ sự tin tưởng vào lời nói của người đẹp.